Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh trên địa bàn có dấu hiệu bị xâm hại tập thể. Theo thông tin ban đầu, chiều 13 tháng 10, nữ sinh lớp 10 tên DTTH tham gia cuộc nhậu cùng nhóm nam thanh niên tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chiều tối cùng ngày, nữ sinh H được nhóm nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn. Sau đó, nhóm thanh niên này đã thực hiện hành vi xâm hại nữ sinh H. Đến tối, em H tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì gặp tai nạn, em H đang được điều trị tại bệnh viện. Công an huyện Minh hóa đã triệu tập hai nam thanh niên liên quan đến vụ việc đến trụ sở cơ quan công an để điều tra. Trong số này có một nam thanh niên 20 tuổi ở huyện Bố Trạch và một nam sinh 17 tuổi cư trú trên địa bàn xã Trung hóa, huyện Minh hóa. Công an thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp nhóm 6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Theo điều tra, sáng ngày mùng 10 tháng 10, công an thị xã Cai Lệ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở phường 4 thị xã Cai Lệ. Do bà Nguyễn Thị Ngọc S, 62 tuổi, đứng tên trên giấy phép kinh doanh, tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện các đối tượng này đang tụ tập có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy nhóm đối tượng này dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận, dạng sáng ngày mùng 10 tháng 10, Võ Thị Ái đi ra trước quầy tiếp tân của quán gặp chủ quán là bà S, hỏi mua 2 triệu đồng ma túy ketamine thì được bà S đồng ý bán. Sau đó, Ái mang về phòng karaoke cho cả nhóm sử dụng. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày thì bị lực lượng công an phát hiện. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hà Nội và Công an cửa khẩu hàng không quốc tế nội bài phát hiện điều tra một nam hành khách quốc tịch người nước ngoài giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng ở trong người trọng lượng 7 kg khi nhập cảnh. Người này khai nhận được thuê vận chuyển vàng từ Hồng Kông, Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu nhập cảnh ra sân bay nội bài, sẽ có người đón và lấy số vàng trên người với công vận chuyển. Là 100 USD Hồng Kông cho một miếng vàng, vụ việc được Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài bàn giao đối tượng vận chuyển hồ sơ tăng vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hà Nội để điều tra xử lý tiếp theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Trâm 31 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, Trần Minh Trung 27 tuổi, ngụ thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Văn Kha 32 tuổi, ngụ Cà Mau để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Trâm và Trung, nhà, cấu kết với nhau dàn dựng việc cô ta thiếu nợ, bị bắt giữ đánh đập để đòi nợ, nhằm uy hiếp tinh thần ông NVH 60 tuổi, cha của Trâm. Những đối tượng này yêu cầu ông H trả nợ cho Trâm với số tiền gần 5 tỷ đồng. Thực chất, Trâm không thiếu nợ cô ta cùng với Trung nhà, dàn dựng nhằm chiếm đoạt tiền của ông H. Trước đó, với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của ông H rồi chia nhau tiêu xài.